Pikachu hả? Mình đem về là mình có nguyên cái bộ sưu tập mới luôn đó các bạn ơi. Hôm nay tìm được như vậy là đủ rồi, đi về nhà thôi. Không thôi là anh của mình lại lẹp. Có ai không cứu tôi ơi? Có ai không? Cái gì vậy? Tiếng ở đâu vậy? Tiếng ở đâu vậy các bạn có nghe không? Tôi bị mắc kẹt rồi, có ai không cứu tôi ơi? Tôi ơi. Chạy, bị mắc kẹt rồi không có ra được, cứu ơi. Hình như tôi thấy rồi các bạn ơi, ở đó kìa. Ủa, để tôi lên, tôi coi mày đừng có chạy. Rồi mấy cái đống này cái gì mà sao nó kẹt tôi trống rồi. Ai gì cứu tôi với, cứu tôi với, bạn gì đó tôi bị kẹt rồi. Ê, mọi người ơi, hình như là giống tôi quá kìa. Cứu tôi chứ cái gì mà đứng đó nhìn hoài vậy. Ui, bạn là cá đúng không, cứu tôi với. Bạn đừng có đi vô đây nha, không là bạn bị kẹt giống tôi luôn đó. Ủa nhưng mà tôi không đi trong đó mà tôi cứu bạn sao? Giờ sao nhỉ? Giờ sao đây ta? Ê, bạn ơi, tôi có phát hiện ra một cái đường để bạn thoát rồi nè. Bạn lặn xuống đi, lặn xuống. Được nè, trời ơi, vậy mà nãy giờ tôi không biết. Trời đất ơi, chỉ cần lặn xuống thôi mà. Ê, nhưng mà bạn cũng có thể happy giống tôi nè. Happy happy. Ủa nhưng mà bạn ơi, làm sao bạn bị kẹt ở đây vậy? Trời ơi, nãy tôi đang đi chơi tôi thấy cái gì nó đẹp đẹp tôi chui vô cái kẹt chổng luôn. Trời đất ơi, thì ra là tò mò ha. Cái này tôi biết nha, cái này là tôi biết nè, mấy cái này là con người xả rác đó, cho nên là các bạn cá của chúng ta dễ bị kẹt vô mấy cái chỗ này. Này gọi là rác đó hả? Đúng rồi, cái này là rác đó, bạn không có nên đụng vào đâu nha, lỡ như dính vô những cái đồ nhựa một cái là tụi mình không có đỡ được luôn. Lỡ những bạn khác tới bị kẹt rồi sao mình có giúp ngay các bạn đó, bây giờ mình dọn chỗ này đi. Ok, vậy thì mình dọn cũng được. Các bạn có cái này nè, các bạn không được xả rác ở dưới biển nha, xả rác là tôi khổ lắm luôn á. Ok, đập đi nào. Đập hết mấy cái này luôn. Ôi rồi. Có mấy cái chai gì cũng đập luôn đi, đập luôn nè. Ôi. Hôm nay có nhiều lắm nè. Đập hết rồi. Hình như có bạn tôm này cũng bị kẹt này, bạn ấy giải thoát được rồi kìa. Chúng ta đã giúp được một bạn sinh vật biển luôn rồi. Yeah. Happy. Ủa nhưng mà bạn ơi, bạn là ở vùng biển nào tới đây vậy? Tại vì tôi với anh trai của tôi ở đây đó, giờ tôi chưa thấy bạn bao giờ hết trơn á. Tôi hả? Tôi không biết nữa, tôi hả bị lạc ở đây luôn rồi. Tại gì không biết hả? Trời đất ơi, bạn có biết là chúng ta đặc biệt lắm không? Chúng ta là loài cá voi happy đó. Tôi chỉ biết vậy thôi chứ tôi không biết nhà tôi ở đâu nữa. Vậy là bạn vô gia cư rồi hả? Đúng rồi, tôi không biết luôn. Bạn biến ra được thành người giống tôi luôn. Đúng rồi. Bạn có làm được như vậy không? Bạn có làm được như thế này không? Hả? Cái này hả? Là happy. Làm thử rồi. Ok, chúng ta chỉ cần hả? Vỗ tay như lúc làm con cá là được. Đúng rồi. Happy. Happy, bạn làm được rồi. Trời, không thể tin được là tôi gặp được một bạn cá voi khác ngoài anh trai của tôi luôn á. Vậy là chúng ta đã có thêm một bạn cá voi màu vàng nữa rồi. Nhưng mà bạn tên gì vậy? Tôi tên là NABEE, rất vui được làm quen với bạn nha. Tôi là Tô Gà TV, cá voi đẹp trai happy. Tô Gà TV hả? À ok, tôi nhớ rồi. Ui, nhưng mà bạn là vô gia cư hả? Bạn hay là bạn đi chơi chung với tôi không? Ở chỗ của tôi là có mình tôi và anh trai của tôi, hôm nay tôi gặp được bạn cá voi happy. Vui vẻ đợi tôi nhớ để tôi biến lại hành cá cái này hãy cha. Ok, xuống đi thôi nào. Đi thôi, tôi muốn biến hành cá. Bị. Đi thôi nào, let's go. Ok. Tới rồi. Ủa, chỗ này là chỗ nào đây? Đây có nhiều đồ quá vậy. Của anh tôi với lại tôi đó. Được rồi, tôi đây gì vậy? Tôi đặt cái này xuống nè, rồi bạn vô đây ngồi đây, bạn vô đây nè, bạn vô đây. Ủa sao nhiều thứ vậy, sao nhà bạn tùm lum thứ vậy? Đã hoàn thành bộ sưu tập của tôi. Happy. Trời đất ơi, tại vì bình thường á tôi rất là hay đi lượm những thứ đồ quý giá với đại dương. Hôm nay tôi vô tình tôi lượm được bạn nữa thì tôi để bạn vô luôn. Thì ra đây là đồ bạn lượm ở dưới đại dương đó hả? Đúng rồi, ở dưới đây đại dương nhiều đồ lắm á, cho nên là mỗi ngày tôi đi vòng vòng tôi lượm á, các bạn thấy tôi lượm được nhiều không nè. Mấy con này là mấy con gấu bông hay gì nè, hôm nay tôi lượm được một con gấu bông màu vàng Pikachu gì đó và lượm được một con Này, anh trai của tôi đã mất tiêu rồi. Ồ, nãy giờ tôi còn chưa gặp được anh trai của bạn nữa đó. Anh trai của tôi, tự nhiên tôi không thấy ở nhà. Vì bình thường giờ này là ảnh sẽ ở nhà, xong rồi ảnh sẽ lèm tôi. Từ để coi, ảnh đâu rồi ta? Ủa, hình như là bạn có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là âm thanh kêu cứu. Vì tôi cũng là cá voi giống bạn mà, nói gì vậy? Ồ, hai tôi quên mất. Đây chính xác là tiếng của anh trai của tôi các bạn ơi. Anh trai của tôi phát. Anh trai bạn bị gì hả? Đi coi thử coi. Không ổn rồi. Đúng vậy, đi coi anh trai của tôi thôi. Chúng ta sẽ đi theo hướng sóng âm nha các bạn ơi. Các bạn có nghe không? Tôi nghe càng ngày càng rõ nè, hình như mình đi đúng hướng rồi đó. Lại lên. Hướng này thì tiếng nó ở đâu ở đây nè. Hình như ở đằng kia kìa. Ui, tôi thấy có ai đó nhìn giống mình quá vậy, hình như là anh bạn đó. Đâu. Kìa. Đúng rồi, đó chính là anh trai mình đó. Anh lè luôn. Anh bị nhốt ở đâu vậy? Đó là thuyền của con người thì phải. Nó ai ở trển nữa kìa. Mày dám phá chuyện của tao, giờ tao nhốt mày ở đây để mày đem đi bán luôn. Ông ta dám đem anh tôi đem đi bán hả? Anh là vậy đó. Chết rồi con. Con này bán chắc được nhiều tiền lắm đây nhờ. Đợt này không cần phải bắt mấy con cá nhỏ nữa, phí thời gian. Ông ta hình như là tên cướp biển đáng ghét đó. Anh của tôi hay nói là ông này là hả, hãy tránh xa ra. Nhưng mà tại sao anh tôi lại bị bắt? Ơi, anh mà anh bị bắt. Cứ tùy vậy. Hả? Ồ, em tới rồi hả? Đúng rồi, em tới rồi. Em đã nghe theo sóng âm của anh đó. Vậy là em không bị điếc rồi. Ủa nhưng mà ai nữa vậy trời? Quan trọng là cứu anh mày ra cái coi. Trời, anh mày bị kẹt trong đây rồi nè. Trời đất ơi, biết rồi, bây giờ làm sao để cứu anh ấy ra đây? Cái này nó có vẻ là cứng lắm luôn á. Ít ra đi NABEE, Tô Gà đây đẹp trai. Không những vậy còn cứng đầu nữa, nên là để tôi làm mấy cái này cho. Hãy ta, ui dạ đâu á. Hãy ta, ui dạ đâu á. Hãy ta. Trời ơi, anh mày ra được rồi nè. Ghê gì ta? Có tiếng gì vậy? Người ta tới kiểm tra mới được. Con cá tới đâu rồi? Làm sao nó phải thoát ra được? Bây giờ tụi mình cùng nhau trốn thoát ra khỏi đây đi. Cái tên cướp biển kia có nhiều vũ khí ghê gớm lắm. Đi thôi nè. Hả? Ok, đi thôi nào anh. Chạy thôi nào. Bây giờ có tới 3 con lẫn vậy. Đứng lên cho ta. Đừng hòng bỏ trốn. Chạy đi mọi người. Đi nhanh lên nào. Đứng lại. Mấy con cá này ta đi săn tụi bay luôn. Hãy ta. Ui đeo. Trời ơi, vậy mà cũng để bị bắt nữa. Sao vậy, suốt ngày cứ nói người ta. Thôi nhưng mà đây chính là bạn mới của em mới. Hello anh, hello. Đại dương này đó. Happy. Con người. Trời ơi, đúng là ha, con người gian dối thiệt. Anh tới, anh thấy cái thuyền nó bị hư, xong anh tới giúp cái họ bắt anh luôn. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy trời. Hết xả rác rồi còn hả săn bắt động vật quý hiếm nữa. Không thể chấp nhận được mà. Thôi được rồi, anh đi tìm đồ ăn đây. Có gì thì cứ về hang đi nha. Anh biết rồi. Thôi được rồi, anh đi đây nha. Bye bye. Trời ơi, cái tên cướp biển nó thiệt là đáng sợ đi mà. Hắn ta có vũ khí chuyên đi săn những con cá quý hiếm sao? Tôi nhớ con người đâu có phải ai cũng xấu như vậy đâu. Trời đất ơi, ông đi lụm đồ với tôi không? Ở đây nó có cái gì mà đẹp lắm nè. Cái gì vậy? Nó sẽ được thêm vào bộ sưu tập của tôi. Ở đây nhiều đồ lắm luôn á. Người ta thả đồ cho đến đây quá trời luôn nè. Nhưng mà cẩn thận coi chừng vướng vô mấy cái đồ nhựa giống tôi lúc nãy đó nha. Ok, tôi biết rồi. Bạn đó là bạn gì mà nhìn bự dữ ta? Hình như bạn ấy là động vật trên cạn. Trời ơi, nhìn bạn đó dễ thương quá vậy. Happy. Tìm được một con rồi. Ai vậy? Tôi bị nhốt ở đây luôn rồi. Cái tên cướp biển kia thả ta ra. Mày cũng giống như con cá xanh lúc nãy. Bắt mày cũng được. Không được, mình phải dùng cái sự cứng đầu của mình để... Ui cái này, ai sao cứng quá vậy? Thì ra lúc nãy mày cứu con cá xanh bằng cách này à. Giờ thì không được đâu, con cá ngu ngốc kia. Trời ơi, cứu tôi với, không ổn rồi. Mình phải phát ra sóng âm để kêu cứu mới được. Ở đây có cái gì đẹp lắm nè tôi ra. Cứu tôi với. Ủa, tiếng tôi là ở đâu vậy? NABEE, có sao không em? Sao đợi nghe tiếng cứu gì? NABEE, cứu gì? Em có kêu cứu gì đâu. Rõ ràng anh mày nghe có sóng âm kêu cứu mà. Ủa sao em không nghe gì hết vậy? Chắc em bị điếc tạm thời rồi đó. Nhưng mà hồi nãy em nghe tiếng kêu cứu của bạn Tô Gà nha. Bạn em là bạn cá voi vàng á. Nhưng mà nãy giờ nhìn em không thấy ở đâu hết trơn. Ở trên kia kìa, đúng là nó đòi tên cướp biển. Hồi nãy anh cũng bị nhốt ở trên cái lồng đó đó. Thì anh Tô Gà đã bị tên cướp biển kia bắt. Được rồi, ta sẽ bắt mày đi, không cho mày có cơ hội trốn thoát nữa đâu. Cái tên này dám ăn hiếp những đứa em của ta hả? Ta sẽ ăn thịt ngươi luôn. Trời ơi, anh trai của NABEE ăn thịt tên kia luôn rồi hả? Ta tức quá mà, hắn ta là đồ ác độc. Thôi được rồi, để tao phá cái lồng này ra cho. Đấy. Không sao. Ở trên đây suốt mắt cạn luôn nè, trời ơi, xuống nước với coi. Trời đất ơi, thôi được rồi, chúng ta đã giải quyết được vấn đề là tên cướp biển độc ác kia rồi. Happy. Không có gì đâu. Thôi được rồi, bây giờ đi lượm đồ chơi tiếp thôi. Để anh mày bảo vệ tụi bay luôn nè. Ok, đi lượm đồ chơi tiếp thôi. NABEE nói nghe nè. Hồi nãy tôi vừa lượm được cây này dễ thương rồi, muốn tặng cho NABEE vì đã cứu tôi nè. Cái này là cái gì vậy? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi thấy nó hợp với NABEE lắm ai. Ok, tôi cảm ơn nha. Không có gì hết trơn. Trời, cái gì vậy trời, tự nhiên làm tôi ngại theo luôn vậy á. Nhưng mà cái này đẹp thiệt nha. Cảm ơn. Không có gì ngại quay